Phần thứ hai mà tôi giảng cho các bạn đó là về can thiệp bệnh lý van tim. Thì ở viện mình thì làm khá nhiều can thiệp bệnh lý van tim rồi. Bệnh lý can thiệp van động mạch phổi thì có lẽ là hôm trước là phó giáo sư Hiếu đã giảng cho các bạn rồi, tại vì chủ yếu gặp ở trong bệnh lý bẩm sinh. Hôm nay tôi giảng cho các bạn ba bệnh lý. Bệnh lý thứ nhất là nong van hai lá và móng qua da. Bệnh lý thứ hai đó là thay van động mạch chủ qua đường ống thông. Và bệnh lý thứ ba đó là sửa van hai lá qua đường ống thông. Mà hy vọng các bạn nắm được chỉ định, chống chỉ định, các bước tiến hành kỹ thuật như thế nào, chuẩn bị bệnh nhân như thế nào và theo dõi bệnh nhân sau thuật, các biến cố có thể gặp là như thế nào. Nong van hai lá và móng qua da thì có thể nói đây là sở trường của Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam. Đây là số liệu từ 2011 đến giờ, từ xa xưa đến 2011 thì các bạn thấy là tỷ lệ thể lên thời cao điểm thể lên đến 500 đến 700 ca một năm, tức một ngày làm đến 2 ca. Vâng, rất là cao, từ khoảng 2013 giờ cho làm ít đi, nhưng mà với cái volume 500 ca một năm này khủng khiếp luôn. Tôi nói thật các bạn, cách đây tôi nhớ là hồi mà tôi còn bằng bạn Tuyên này, tức là nội trú năm thứ 2, cuối năm 2 đầu năm thứ 3, và có ông giám đốc khoa tim mạch can thiệp của Mayo Clinic. Mayo Clinic là trường can thiệp khủng khiếp ở nước Mỹ, sang Việt Nam mà thầy Hùng cho ông nong van hai lá một cà, ông sướng run cả người lên, tại vì cả đời ông mới chỉ được đọc sách thôi là nong van hai lá nào, ông chưa được làm cái nào à. Hôm nay sang cho làm cà, hôm sau cho trực tiếp chọc vách lên nhĩ cái rồi, sướng lắm. Cái ông ấy, thì thực ra là cái nong van hai lá là cũng là một cái thế mạnh rất là lớn của mình. Các bạn biết là giáo sư Hùng đi báo cáo ở hội nghị nước ngoài mà báo cáo riêng cái lô là nong van hai lá ở phụ nữ có thai cũng đến mấy chục trường hợp rồi, thế là rất là khủng khiếp. Đôi khi cả nước Mỹ họ cũng không có được mấy chục trường hợp như vậy. Tôi đây kể thêm chuyện vui là cách đây cũng mấy năm đấy, cách đây khoảng tầm 5 năm hồi tôi mà vừa từ Singapore về, cũng có một ông bác sĩ ở Mỹ làm rất giỏi, làm cả mạch vành, làm cả mạch ngoại biên, gọi là làm cả tim bẩm sinh, gọi là head to toe làm thế rồi, nhưng mà sang Việt Nam học nong van hai lá. Thế mà tại sao ông phải học nong van hai lá? Ông bảo thì quanh tất cả 4-5 cái bang của ông ấy là hồi trước chỉ có một ông ấy biết nong van hai lá thôi, xong ông đều lại nghỉ hưu, thế là cái môn nong van hai lá nó bị thất truyền, thế là không có ai làm, thế là ông lại sang đây ông làm đấy. Tại vì hồi trước thì Mỹ nó lại không có nhiều nong van hai lá vì bệnh tim bẩm sinh hậu thấp ít, bệnh tim vậy và tim hậu thấp ít, nhưng bây giờ lại rất là nhiều người châu Á người ta lại nhập cư vào Mỹ, những người khoảng tầm 40-50 tuổi là bắt đầu có bệnh lý van hai lá, thì thành ra người ta vẫn có những cái bệnh nhân bệnh lý van hai lá như vậy, chủ yếu là trong cộng đồng người châu Á nhập cư thì người ta phải sang đây người ta học, thì tôi chỉ nói vậy thôi. Và đây là báo cáo của thầy giáo sư Hùng, thì từ năm 99 đến 2011 thì tỷ lệ thành công là 99,3%. Trời, tôi thấy là một tỷ lệ cao khủng khiếp, là 100 ca 1000 ca thất bại có 7 ca, rất là đấy. Đó, chỉ định thì các bạn nắm được rồi đó, các bạn phải đi xin chỉ định suốt ngày rồi còn gì nữa. Đó, bệnh nhân hẹp hai lá khít có triệu chứng lâm sàng, không có hở hai lá mức độ 2/4 kèm theo, hay là hở chủ mức độ hẹp chủ mức độ 2/4, mức độ vừa đến nhiều đó, điểm inkin là không bị quá cao đó, nếu mà từ 11 trở lên thì ra là thận trọng, không có can thiệp nong van hai lá, không có huyết khối trong nhĩ trái, đúng không? Và lưu ý thêm một số bệnh cảnh nữa là khác, như có thai không, có nong van cấp cứu không, có ngủ đoạn cuộc sống hay không, hay người trẻ tuổi. Các bước tiến hành tụ tập thì với nong van hai lá thì đường vào rất là chuẩn, đó là cho chọc đường vào tĩnh mạch, cứ làm gì mà đường tĩnh mạch cả thấy nó nhẹ nhàng. Và bước đầu tiên là chọc vách lên nhĩ, nó chọc vách lên nhĩ, kỹ thuật chọc vách lên nhĩ lát nữa tôi trình bày. Và sau đó chúng ta sẽ xác định cái kích cỡ của quả bóng dựa vào chiều cao của bệnh nhân và đưa cái dụng cụ qua cái lỗ van hai lá từ buồng nhĩ trái xuống buồng thất trái, đúng không? Và sau đó là tiến hành nong van hai lá đánh giá các biến cố nếu có đấy. Đây nói vui lại các bạn một chút, cái này thì nó vấn đề lịch sử thôi. Khi mà tôi mà cách đây khoảng 2012 là cách đây mấy năm ta? Cách đây 8 năm, tôi ở Singapore thì họ nong van hai lá một ca hết khoảng tầm 2 tiếng. Tại sao lại thế? Họ mất rất nhiều thời gian, họ chọc cái vách lên nhĩ. Họ phải chọc vách lên nhĩ rất là khó, bởi vì họ phải đưa một cái ống thông pigtail vào trong động mạch chủ, chụp cái động mạch chủ, sau đó đưa một ống thông pigtail vào nhĩ phải, chụp nhĩ phải. Chụp nhĩ phải thì máu nó sẽ đi đâu ạ? Máu sẽ từ nhĩ phải xuống thất phải, từ thất phải lên động mạch phổi về đâu ạ? Tĩnh mạch phổi lại về nhĩ trái, hiện hình nhĩ trái ra, dựa hình ảnh nhĩ trái đấy và dựa hình ảnh động mạch chủ chụp, họ phải xác định cái vị trí chọc, mất rất nhiều thời gian, rồi hai bình diện đắn đo suốt
nửa tiếng thôi mới chọc xong một cái vách linh nhĩ, nhưng mà thật ra ở đây có thì thầy Hùng chọc phải 30 giây để chọc xong vách linh nhĩ rồi. Do kỹ thuật này, do cái ông gọi là ông Hung, ông ấy cũng rất là hay, ông là người Đài Loan, hồi trước Đài Loan nó nong ban rất là nhiều. Cái ông Joshua Hung nghĩ ra cái kỹ thuật này, đó là xác định. Đấy các bạn phải hiểu là xác định đầu tiên bao giờ cũng phải xác định cái bóng nhĩ trái là như thế nào. Xác định bóng nhĩ trái bằng cách nào? Bằng cách là chưa? Đây, cái hình ảnh bên phải các bạn thấy gì? Đưa. Các bạn có thể nhìn thấy hình chạy không ạ? Đưa ống thông lên động mạch phổi. Bước đầu tiên của Nova 2 là theo trường phái của vị tim mạch. Để các bạn phải biết, các bạn giải thích. Đó, đưa ống thông lên động mạch phổi. Hình ảnh và đo lực động mạch phổi. Và chụp động mạch phổi. Chụp động mạch phổi, các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng như trái hiện ra. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Và khi mà đấy một cái tập đó chia ra cái hình dấu căn như thế này thì cái vị trí chọc vách linh nhĩ sẽ đúng vào cái vị trí ở giao điểm 2/1/3 dưới như này. Đấy là vị trí chọc vách linh nhĩ, đúng không ạ? Đây là, và nguyên tắc đầu tiên mà chọc đảm bảo không chọc ra ngoài, đó là chỉ chọc trong bóng của nhĩ trái được, không chọc ra ngoài bóng nhĩ trái, bởi vì đây các bạn thể chọc vào thành tự do nhĩ trái gây thủng nhĩ trái hoặc thủng nhĩ phải, đúng không? Thủng nhĩ phải. Đấy. Để chọc đúng vào cái vị trí này, đây là cái hình ảnh chọc, các bạn thấy không, cái đầu kim xác định đúng cái vị trí đấy rồi, và lừa lừa chọc cái là đi qua được. Thế việc câu hỏi là thế này, chúng ta đã ra ban, các bạn đã thấy bây giờ thì ít thôi, nhưng trước rất là nhiều, đó là gây tràn dịch màng tim sau chọc vách lên nhĩ, đúng không ạ? Thế làm thế nào để khẳng định rằng cái kim chọc vách lên nhĩ này nó đã đi vào nhĩ trái chứ nó không đi ra ngoài, hay nó không ở, không vẫn còn ở trong nhĩ phải, theo các bạn? Làm thế nào để biết được là cái kim chọc nữa đấy nhá, hoàn toàn đây chọc dưới màn hình quang tăng sáng, làm thế nào để xác định là cái kim chọc này đi vào đúng là nó đã vào nhĩ trái rồi, làm thế nào? Nào bạn suy nghĩ nào. Bạn Văn có biết không? Biết làm sao chọc xong rồi đưa ống thông vào một cái cấu trúc, biệt rõ ràng nhìn cái hình này nó chả biết nó đang ở đâu cả, đúng không ạ? Mà bây giờ chúng ta lại đi vội vã nong van ra thì chúng ta sẽ bị có thể gây tràn dịch màng tim này. Làm thế nào biết được ống thông của chúng ta đã đi vào ở nhĩ trái rồi? Nghĩ là bạn Văn có biết không? Bạn bên cạnh? Bạn Tuấn? Suy nghĩ. À rồi, rất thông minh, rất tốt đấy, dựa được áp lực. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ biết được áp lực nhĩ trái. Áp lực nhĩ trái trong nong van hai lá thì nó sẽ khoảng tầm bao nhiêu, để hỏi lại luôn, trong bệnh hẹp van hai lá. Em nói to lên, em sợ quái gì mà ấy, em đâu có đi thi đâu. Áp lực nó sẽ khoảng thế nào? À, nó sẽ phải chắc chắn nó cao hơn lực nhĩ phải, đúng không? Đo một áp lực lại mà thấy áp lực nó cao, chắc chắn là ra nhĩ trái rồi. Cách thứ hai là gì nào? Suy nghĩ tiếp nào bạn Tùng. Em đấy. Đó. Nếu mà bây giờ cái ống thông của mình nó đang ở nhĩ phải thì hút ra nó là máu đen hay máu đỏ? Nhĩ phải thì là máu gì? Thế nếu mà ống thông mà nó vào nhĩ trái thì hút ra là máu gì? Máu đỏ, đúng không? Mà nếu mà các bạn đem đi định lượng đánh giá khi máu thì S-bar nó sẽ khoảng bao nhiêu? À, và chính nhĩ nhân đấy hỏi lại, đấy cách hai cho xem là cái máu hút ra là máu đỏ hay máu đen, đúng không nào? Còn cách gì nữa? Cái gì ạ? À đúng rồi đấy bạn ơi, đấy cứ chúng ta cứ nghĩ tức là nó đây cái hình này sau chọc phải ta bơm ít thuốc vào mà thấy là gì? Tràn vào nhĩ trái đấy, như vậy đó là chúng ta khẳng định rằng đúng là cái kim chúng ta đã ở trong nhĩ trái rồi, và chúng ta sẽ tiến hành là nong cái vách lên, bước sau bước chọc vách thì nong vách lên nhĩ ra, chỉ nong vách lên nhĩ khi khẳng định 100% là ta đã ở trong cái nhĩ trái rồi. Đây là cái các bước đây theo kỹ thuật của ông Inu. Đây cái quả bóng Inu đấy, nó sai các bạn phải biết nó như thế nào. Hồi trước tôi nhớ là hồi tôi đi ba mà tôi hỏi các bác sĩ lớn là nong van hai lá là cái bóng bóng Inu là như nào, không ai thích được thế nào, tại vì thật ra hồi đấy y sĩ kẻ nội chú năm đầu cũng chưa vào phòng can thiệp để mà biết cái nong van nó như thế nào. Bây giờ các bạn cẩn thận, cái môn nong van nó cũng sắp thất truyền rồi, các bạn phải tranh thủ có cái nhà nong van hai lá phải xuống mà xem các thầy nong kiểu gì, đúng không? Đầu tiên là đưa cuộn tròn thế này và đẩy xuống, bên hai là đẩy xuống mồn thất trái và bơm bóng lên, đúng không? Bơm bóng bao giờ nó cũng nở theo ba tì, thì thứ nhất nó sẽ nở đầu xa. Nở đầu xa đảm bảo là cho kéo ngược quả bóng về, nó sẽ vì cái bóng đầu xa đã nở ra nó sẽ mắc lại ở lỗ van hai lá. Thì số 2 là cái hình dưới này, nó sẽ nở đầu gần lên, và thì số 3 bơm lên nó sẽ đúng là giữa làm tách cái 2 mét van hai lá ra. Đấy, đây cái bóng Inu thiết kế rất là thông minh như thế. Đây cái hình này các bạn thấy. Đây, đây là cái ống thông nó đang ở trong
nhĩ trái đúng không ạ? Và đây là dùng kỹ thuật này, lựa lựa cho nó đi qua nhĩ trái, đi vào thắt trái đúng không ạ? Làm sao có thể biết được là cái ống thông này nó chui vào thắt trái mà nó không phải đang nằm ở nhĩ trái? Áp lực thì cái đường này nó cũng là một cách, nhưng mà đôi khi ta không theo dõi trực tiếp áp lực, tại vì khi mình ta dùng cái dụng cụ bơm này mà theo dõi áp lực nó khó lắm. Lại bơm được không phải? Khi mà các bạn dùng một cái ống thông hay một cái dụng cụ mà kích thích vào thất trái thì sẽ xuất hiện gì ạ? Cái gì ạ? Xuất hiện ngoại tương tu thất đúng không? Thế các bạn thấy giống như các bạn đặt đi cực tạo nhiệt tạm thời ấy, thì thấy xuất hiện ngoại tương thất thì các bạn biết là nó ở trong vùng thất trái thôi đúng không? Đây là trong thất trái, và thứ hai là chúng ta gọi là đây là kỹ thuật. Đấy các bạn thấy không? Đấy, ba bước. Trong ba bước này, cái bước đầu tiên rất là quan trọng, người ta gọi là bước accordion, tức là làm sao phải đảm bảo cái dụng cụ để nó đi xuống sát đến mỏm tim. Khi đảm bảo dụng cụ đi sát đến mỏm tim rồi, tức là cái hướng nó là đồng trục, cái này rất vô cùng quan trọng. Để mà sao các bạn khi gặp bệnh nhân có biến chứng, các bạn biết tại sao bệnh nhân lại có biến chứng. Còn đây sẽ bơm là bơm đầu xa trước, sau đầu gần và nở đoạn giữa. Đó. Tại vì một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây hở van hai lá, tức là rách mép van, đó khi bạn bơm nó không đồng trục. Thế ví dụ van hai lá nằm như thế này, hướng như này, các bạn bơm lệch ra và thế rách mép trước, rách mép sau, van này là gây hở, van này là cấp tính. Đó, các bạn nhìn thấy hình này hoàn toàn đồng trục với quả tim. Để khẳng định đồng trục được, bạn đảm bảo cái dụng cụ đi xuống sát đến mỏm tim. Đây là cái hình ảnh cho thấy là nó không đồng trục, cái dụng cụ này đi như này và nong lên, các bạn thấy nong lên. Đấy, cái hướng nó lại không đồng trục với quả tim, nó gây tắc không đều hai mép van hai lá, nó gây là rách mép van hai lá. Và nếu mà chúng ta bệnh nhân hở van là cấp tính, sau khi nong van thì làm thế nào biết được bệnh nhân có hở van là cấp tính? Một, nghe tim rất tốt. Bao giờ sau nong van ta phải nghe tim? Một, cho nghe xem bệnh nhân có còn rung tâm trương hay không. Hai là có thở tâm thu hay không, đúng không? Cái thứ hai biết là bằng cái nào? Áp lực là như thế nào bạn Tuyên? Đúng rồi, có thở sóng V lớn rất quan trọng. Trường hợp nào hỏi câu này này, trường hợp nào hở van hai lá sau nong van hai lá mà không dựa vào sóng V được? À đúng rồi, nhập dung nhĩ, rất nhiều bệnh nhân dung nhĩ không có sóng V đúng không ạ? Và như vậy thì có một cái cách nghe tim là rất là rõ rồi, và tôi nói thật, bệnh nhân cũng chẳng chờ các bạn đi làm đủ thứ, bệnh nhân kêu khó thở ngay lập tức đúng không ạ? Một cách nữa là chụp buồng thất trái. Cái này thấy mình đã dạy các bạn cái về những cái biện pháp chụp buồng cấu trúc tim chưa? Đã dạy chưa? Đây các bạn nhìn hình ảnh này, đây là ống thông bích têu đưa vào buồng thất trái. Khi chụp thất trái rồi lẽ ra là máu nó phải phụt lên động mạch chủ, nhưng mà có lượng máu phụt từ động mạch chủ về nhĩ trái, các bạn nhìn thấy không ạ? Và nhĩ trái trong trường hợp này, các bạn ấn tượng các bạn nhĩ trái trong trường này là thế nào? Là to, rất là giãn, cùng trường hợp hở hẹp van hai lá rất là lâu rồi đúng không? Và đây là một cái hở van hai lá rất là nhiều. Tại sao lại nói nhiều? Tại vì theo cái phân loại Steller, cái này tôi nghĩ là các thầy bài về dạy chụp cấu trúc phải dạy các bạn đó, đậm độ cản quang của buồng nhĩ trái nó bằng với đậm độ cản quang của buồng thất trái. Đấy, bằng nhau hay bằng nhau thì để hở là mức độ nhiều. Như vậy cái nguyên nhân đầu tiên mà gây gọi là hở vai lá đó là không đồng trục. Nguyên thứ hai đó là các bạn chọn cái kích cỡ bóng nong không phù hợp. Dựa chọn kích cỡ bóng nong bằng cách nào? Đây theo cách của các thầy nhà mình, đó là lấy cái này là lấy chiều cao của bệnh nhân bằng cm chia cho 10 và cộng với 10. Nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn có bệnh nhân mà cao 1m50, các bạn chia cho 10 được 15 và cộng với 10 là kích cỡ ra là số 26, thì các bạn chọn van cỡ 26. Các bạn hiểu chưa? Đấy, van 26 thì các bạn nong nữa là 26mm. Ngoài ra có thể dựa vào một số trường hợp, ví dụ như nếu mà van mà nó vôi hóa rất là nhiều thì các bạn chọn kén đi một cỡ, tại vôi hóa nhiều thì van nó rất là dày, nó rất là dễ vỡ, nó rất là dễ rách mép van, thì các bạn phải chọn nhỏ lên một cỡ. Ngược lại, nếu mà những bệnh nhân mà đã tái hẹp sau nong van hai lá rồi thì các bạn lại tăng lên một cỡ để mà sửa cách thôi. Đây là cái kết quả báo cáo của giáo sư Hùng ở về viện chúng ta, là có những bệnh tỷ lệ nong chúng tôi nong là 11% bệnh nhân đã có tiền sử nong van hai lá hay một tách van hai lá trước đây, có 2,1% là phụ nữ có thai và có 1,1% là nong van hai lá cấp cứu. Đây là các biến cố cho các bạn biết rồi, có biến cố tử vong, tràn dịch màng tim, có tai biến mạch não, hở van hai lá nhiều. Đây là những cái biến cố mà có thể gặp. Kết quả theo dõi nong van hai lá thì chắc là các bạn về mặt lâm sàng thì cũng thấy là khá là tốt đúng không ạ? Tất nhiên là càng nong van những cái lần về sau thì cái van nó còn giữ được, nó còn kém đi nhiều hơn.
Đây là những cái yếu tố dự đoán mà tỷ lệ thành công của nong vân hai lá, đó là đúng không? Đó là bệnh nhân là tuổi cao này, là có điểm uy tín thấp đúng không? Và có những cái trung tâm mà làm trên 300 ca một năm, trên 300 ca một năm thì mỗi ngày phải làm khoảng 1 ca thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên. Về bài nong vân hai lá là kỹ thuật rất là kinh điển của Việt Nam nói chung và của Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam nói riêng. Thì các bạn có hỏi gì về phần nong vân hai lá không ạ? Có hỏi không? Nắm được hết chưa? Vâng, mời bạn Tiên. Ừ. Vâng, em phải vào phòng tiêm can thiệp, cái đấy tôi cũng không có nói. Phải tập bơm khoảng tầm 10 ca và bơm đến mức đau tay thì mới đạt yêu cầu. Thì cái này chỉ có bơm nhiều thôi, em mà muốn bơm thì được, em cứ đi học tim mạch can thiệp sau khoảng tầm 6 tháng có ca thì em sẽ được bơm. Bơm rất là mạnh. Cái này nó rất phụ thuộc vào cái người, cái phẫu thuật viên chính, tại vì cái này không một người không làm được. Nếu can thiệp mạch vành một người có thể làm được, còn nong vân hai lá thì thực sự là một người không làm được. Cái bước đầu tiên đó là bơm lên, bơm nhẹ nhẹ để cái người phẫu thuật viên chính họ cảm nhận được cái vị trí và sau họ kéo về khi họ thấy căng. Căng tức là khi mà cái bóng nó đã bị mắc ở cái van hai lá rồi và họ đã khẳng định đồng trục rồi thì bảo bơm căng tối đa, thật ra là bơm rất là mạnh, mạnh nhất có thể. Và thật ra là mỗi lần mà ví dụ tôi phụ cho thầy Quang hay thầy Hùng thì tôi đều bơm cái đau hết cả tay. Đau vẫn nói vui là đã bơm yếu quá là sáng, đã ăn sáng chưa? Bơm mà yếu là không đạt yêu cầu. Nhưng câu hỏi rất là hay nhưng mà cái đấy là quá chuyên sâu về kỹ thuật rồi. Ai hỏi gì nữa không ạ? Cái này nong vân động mạch phổi là thầy Hiếu đã dạy chưa? Vâng, đấy thì bơm là bơm mạnh hết ra thôi. Vâng. Như vậy là xong bài nong vân hai lá nhé. Ai hỏi gì không ạ? Các bạn chờ một chút để tìm cái bài đấy nó lại. Phần thứ hai mà tôi trình bày cho bạn, tôi cũng tranh thủ nói về nong vân, về vân hai lá, đó là sửa vân hai lá bằng microclip. Cái này các bạn nắm được cơ bản chỉ định và kỹ thuật thôi, mà tại vì thật ra là việc cái số lượng bệnh nhân làm nó vẫn chưa phải quá nhiều, ít nhất cho biết nó như thế nào. Các bạn học về bệnh lý hẹp vân hai lá thì rất là đơn giản, 99% là do thấp tim rồi, không có gì nhiều để nói. Nhưng bệnh hở vân hai lá thì bạn biết là cái cơ chế bệnh sinh nó phức tạp hơn, chia ra hai loại là tổn thương tiên phát hay tổn thương thực thể. Có thể do thoái hóa van, tức là do tổn thương trực tiếp cái bộ máy van hai lá, thoái hóa, hoặc là tổn thương bộ máy do vòng van, lá van, dây chằng cột cơ, hoặc là những bệnh xa van hai lá, tổn thương van tim hậu thấp, thoái hóa van, đây là tổn thương thực thể của van hai lá. Nguyên nhân thứ hai đó tổn thương cơ năng, từ thứ phát, thường do hệ quả của dạng chức năng cấu trúc thất trái. Ví dụ các bạn có bệnh nhân mà bị hở van hai lá, giãn vùng tim do suy bệnh cơ tim giãn chẳng hạn, thì bộ máy van hai lá rất là bình thường nhưng mà vẫn là có hở van hai lá, hoặc là do thiếu máu cơ tim. Thiếu máu cơ tim tại sao lại gây là tổn thương hở van hai lá, không phải là đứt dây chằng cột cơ đâu. Đứt dây chằng cột cơ thông thường bệnh nhân sẽ có phủ cấp hở van lá cấp ngay lập tức, không nói làm gì, nhưng mà khi bệnh nhân có thiếu máu cơ tim thì những cái có gây những cái rối loạn vận động vùng, có thể do những vùng cơ tim vận động bất thường, hoặc là cái túi máu cho cái dây chằng của cơ nó bị kém đi, nó không cần đứt nhưng mà vì đấy hoạt động của dây chằng của cơ nó giảm đi. Vào như thế là mặc dù cái lá van hai lá thì nó vẫn ảnh hưởng, nhưng vẫn có những cái xa van hai lá hoặc hở van hai lá do thiếu máu cơ tim, ischemic MI, đây là hai loại phân loại chính về tổn thương bệnh hở van hai lá. Và khi mà nhìn vào cái theo dõi cái số lượng bệnh lý van tim thì bệnh lý hở van hai lá là nhiều hơn khá nhiều so với lý van động mạch chủ.
Và trước đây nếu bệnh nhân trẻ thì chủ yếu là hẹp van hai lá hậu thấp, còn bây giờ bệnh nhân già thì hở van hai lá do các nguyên mà tôi đã trình bày. Cái khuyến cáo về hở van hai lá, sửa van hai lá bằng dụng Mitraclip đưa vào khuyến cáo 2B, đó là với những cái bệnh nhân mà có triệu chứng lâm sàng mà không thể tiến hành phẫu thuật được thì chúng ta có thể sửa van hai lá qua đường ống thông. Nguyên lý của cái kỹ thuật Mitraclip nó dựa trên nguyên lý phẫu thuật, đó là cho tạo ra 2 hoặc đến 3 lỗ van hai lá khâu dính mép trước và mép sau lại, đúng không? Kẹp dính 2 mép van, dẫn đến tình trạng hạn chế rượu lá van, cản trở sự vận động thành tất trái. Đặc điểm nữa ở cái kỹ thuật này đó là dụng cụ có thể điều chỉnh vị trí sau khi kẹp. Thủ thuật tiến hành khi tim đập đánh giá tức thì mức độ hở van hai lá, không dùng thuốc cản quang. Đấy, đấy là những cái ưu điểm của cái thủ thuật này. Cái dụng cụ Mitraclip ở chip nó, cái dụng cụ này cái hãng bán rất là khoảng tầm 20 đến 25 ngàn USD thì khoảng tầm 500 triệu đấy ạ. Thì nó gồm hệ thống, nó trông khủng khiếp, nó như một cái tàu con thoi như thế này, đúng không ạ? Để các bạn biết. Chỉ định đó là hở van hai lá do bị thoái hóa. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật sửa thay van hai lá dựa vào là có hở van hai lá mức độ 3 đến 4 cộng hoặc là F giảm, có đường kính tất trái cuối tâm thu trên 40, hoặc có tăng động phổi hay có rung nhĩ. Quan trọng là có hình thái van hai lá phù thật, phù hợp với kỹ thuật kẹp van hai lá và bệnh nhân không thể tiến hành phẫu thuật hoặc là phẫu thuật nguy cơ cao. Đó. Chống chỉ định hiện tại người ta không khuyến cáo sửa van hai lá qua đường ống thông cho các trường hợp mà do thấp tim hay viêm nội tạng nhiễm khuẩn, bệnh nhân nhồi máu cơ tim trong vòng 12 tuần, hoặc là bệnh nhân cần phẫu thuật mở ngực, ví dụ như là thay van động mạch chủ, ví dụ như phẫu thuật làm cổ nối tủ vành, chẳng ai đè bệnh nhân mà sửa van hai lá làm gì cho nó tốn kém và phức tạp. Và những bệnh nhân có huyết khối nhĩ trái có chống chỉ định viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, hoặc là hình thái van không phù hợp với kỹ thuật kẹp van hai lá, tách linh nhĩ đã biến dạng. Như vậy các bạn thấy là thế nào là hình thái van phù hợp hay không phù hợp thì cái này rất là khó, và cái này đòi hỏi là một cái bệnh nhân mà chuyển đi sửa van hai lá phải được siêu âm đánh giá rất kỹ, và hiện tại ở viện mình là tôi chỉ hay gửi cho tiến sĩ Hoài làm, là chị Hoài làm siêu âm tim qua thực quản đánh giá được. Những cái trường hợp mà lý tưởng nhất đó là gì, tổn thương ở vùng vùng 2 tới A2 hoặc P2, thì nó không phải quá lệch vào trong, quá lệch ra ngoài, tổn thương không có vôi hóa, diện tích lỗ van trên 4 cm², hoặc là có cái chiều dài của cái đoạn miếng van ấy, nó là có vậy lá sau là trên 10 mm. Tại sao chiều dài càng dài đấy càng tốt, tại vì càng dài nó mới càng kẹp được cái mép van lại, đúng không ạ? Có những cái khoảng hở giữa hai cái nó dưới 11 mm, tại vì nó trên 11 mm nó xa quá thì không thể anh kẹp được. Đấy, đây là nôm na như vậy thôi. Còn nếu mà không thể kẹp được trong trường gì, có những cái trường thủng van, thủng lá van này vô lá rất là nhiều, có hẹp van hai lá với tranh áp trung bình trên 5 mm thủy ngân, có chiều dài của lá sau là trên dưới 7 mm thì không thể kẹp được, hoặc là nó dày dính lên do thắt tim không làm được, thái quá nhầy thì cũng không làm được. Đấy các bạn nhìn, đây là những cái thuật ngữ này mà nói thật tôi các chưa biết, thảo luận mãi cả các bác sĩ siêu âm chưa biết dịch ra tiếng Việt là cái gì. Đó là những cái khoảng quotation length, tức cái đoạn khoảng trống giữa hai cái đoạn để cái lá van nó xa xuống nên nó ngắn qua giữa 2 mm, là không có cái chỗ nào để kẹp cả, đúng không ạ? Hoặc là cái khoảng cách nó trên 11 mm trên một phân thì không kẹp được. Cái khoảng flange gap, tức cái khoảng xa van hai lá mà có giữa hai lá van nó trên 10 mm thì cũng không kẹp được. Đấy là những cái đây gọi là không phù hợp, và cái này phải đánh giá bằng siêu âm tim qua thực quản. Và như vậy các bạn thấy là siêu âm tim giúp chúng ta đánh giá cơ chế gây hở van lá, đây là hở van lá do thoái hóa, do xa van, hay là hở van hai lá thứ phát do bệnh tim tiểu mô cục bộ ischemic MA, đúng không ạ? Và đánh giá hình thái tổn thương có phù hợp với Mitraclip hay không. Các tổn thương phù hợp kèm theo như là kích thước thân tất trái, tăng áp động mạch phổi, huyết khối trong buồng tim như thế nào. Trên hình này các bạn học qua lớp siêu âm rồi, vừa thi lớp siêu âm đúng không? Hay là thi lại? Vừa thi lại đúng không? Bạn Tuyên này có phải thi không? Thì nhìn này đây các bạn thấy gì? Hở van hai lá rất là nhiều đúng không ạ? Trên mặt cắt 4 buồng, dòng phụt ngược từ tất trái về nhĩ ra rất là rõ. Và trên hình ảnh đây đánh giá là do xa cái vùng P2 xuống đây, mình cái trường hợp mà tổn thương khá là thuận lợi cho kẹp 2 mét. Đây là bố trí phòng can thiệp thì không có cái kỹ thuật nào mà cần nhiều bác sĩ ekip khủng khiếp như thế này. Ta chưa cần bác sĩ gây mê, anesthesiologist, bác sĩ gây mê ở trên, cần bác sĩ siêu âm tim và đầu dò siêu âm qua thực quản đứng ở góc này, 1 đến 3 bác sĩ tim mạch can thiệp
và toàn bộ cái đội ngũ hỗ trợ, và quan trọng nhất là phải có đầu dò xuyên tim qua thực quản, bởi vì đầu dò xuyên tim toàn là con mắt của bác sĩ tim mạch can thiệp. Các bước đây là các bước tiến hành MitraClip. Đầu tiên là ra gây mê toàn thân, đặt nội khí quản, sẽ mở được mạch tĩnh mạch đùi, chọc quách lê nhĩ dưới hướng dẫn siêu âm, lái guiding catheter vào nhĩ trái và đẩy hệ thống mang clip là cái CDS vào nhĩ trái, lái dụng cụ MitraClip từ nhĩ trái xuống mồn tất trái, tiến hành kẹp clip, đánh giá lại di động lá van, mức độ hở van và thả clip. Nôm na vậy thôi. Đây kỹ thuật MitraClip. Đầu tiên là chọc một cái vách lê nhĩ đấy, đưa cái dụng cụ qua vách lê nhĩ xuống buồng nhĩ trái, đúng không ạ, qua cái ống thông này vào đẩy cái dụng cụ gọi là cái CDS này, đẩy cái dụng cụ vào. Cái dụng cụ này nó rất phức tạp, nó quay được 4 chiều lên xuống phải trái quay được, và quay đấy và định hướng dưới hướng dẫn của sinh dây quản, định hướng làm sao cho cái đầu của cái dụng cụ nó hướng vào cái vị trí lỗ van hai lá. Các bạn biết này, để nếu mà về sau tôi có kẹp van hai lá tôi biết điều gì đã xảy ra và tại sao là nhìn vào vòng can thiệp thấy hẹp kẹp lâu thế. Tại vì sao lại kẹp lâu? Tại vì nếu mà cái, các bạn tưởng tượng cái nó phải nằm vuông góc với cả cái hai cái mép van thì nó mới kẹp được, nếu làm lệch thì không được. Kẹp lệch thì nó vẫn bị có dòng hở, mà nó phải chỉnh cho nó vuông góc, mà làm sao mà vuông góc được, chỉ có xương quay tập quản nó định hướng thôi. Đấy, sau đấy giờ thì đẩy cái dụng cụ xuống buồng thất trái, đúng không ạ, và kéo lên và kẹp nó lại. Đấy, nó là rất là cơ học và như vậy thôi. Chỉnh lại rất là nhiều lần để làm sao cái vị trí kẹp mà nó làm hạn chế cái dòng hở một cách tối đa. Sau khi đã kẹp thì các bạn thấy là chia từ một lỗ van hai lá thành hai lỗ van hai lá, và đầu dò xuyên tim qua thực quản sẽ đánh giá là xem cái dòng hở nó như thế nào. Đấy, và tháo rút dụng cụ ra, và cái dụng cụ đấy nó tồn tại vĩnh viễn ở trong cái van hai lá này như thế này, vĩnh viễn đó. Bạn thấy chưa? Đây, khi trước thì có dòng hở này. Đây là hình người ta tiếng người ta phân tích kia thôi. Đây là các bước tiến hành tại sao để gây mê toàn thân. Bởi vì là khi mà có đầu dò xuyên qua thực quản, không có người nào trên thế giới này chịu đựng được cái đầu dò xuyên qua thực quản cứ đặt trong cái miệng trong vòng đến 1 đến 2 tiếng đồng hồ cả. Gây mê toàn thân, đúng không ạ? Gây mê toàn thân giúp đặt đầu dò xuyên qua thực quản, kiểm soát hết động mạch, đường tĩnh mạch trung tâm S2. Bởi những bệnh nhân hở hai lá mà ép giảm nặng thì có đặt thêm IVP, dùng thuốc vận mạch, và có thể ngưng thông khí tạm thời khi kẹp van khó khăn. Tại vì khi thông khí quạng ngưng cho ngưng thở chút thì tim nó đập nó đỡ mạnh, thì vì thế là kẹp vị trí nó sẽ cố định tốt hơn. Đây là các bước chọc vách lê nhĩ, và tôi đã từng chứng kiến chọc vách lê nhĩ dưới hướng dẫn qua siêu âm thực quản rồi, thì về sau mình chọc vách lê nhĩ chọc mù gọi là làm nó hai lá tự tin hơn rất là nhiều. Cái bước đầu tiên đấy là ở mặt cắt ở hai buồng ở bi cable đấy, thì thấy là cái kim chọc đội cái vách lê nhĩ này này, đúng không ạ, và sau đó chúng quay về mặt cắt trục ngắn và đánh giá cái vị trí cái điểm đội để nó cắt cái vòng hai lá chừng nào, và tiến hành đo tốt nhất là giữ là cái khoảng đo từ khoảng 3.5 đến 4 mm, và sau đó là chọc vách lê nhĩ thôi. Đây là cái ngày nhìn cái mặt cắt bi cable thấy rõ là cái gì, cái kim chọc vách nó đội cái vách lê nhĩ lên, các bạn thấy chưa? Đây là cái siêu âm thực quản. Các bạn chắc là giảm được về siêu âm, thì tôi không phải cố ý giảng lại các bạn về siêu âm thực quản. Bao giờ cái cấu trúc đầu tiên ở trên siêu âm thực quản cũng là cái gì ạ? Cũng bao giờ cũng là nhĩ trái, đúng không? Nó gần đầu dò nhất, thì đây thấy cái kim nó đội từ nhĩ phải nó đội cái vách lê nhĩ lên, đúng không ạ? Các bạn thấy nó tạo ra tenting, nó tạo hình cái lều đội cái vách lê nhĩ lên. Quay về mặt cắt trục ngắn là đo cái khoảng cách từ cái vị trí đội lên đến cái vòng van hai lá nó khoảng tầm 3.5 đến 4 cm, và tiến hành chọc nhĩ trái, chọc vách lê nhĩ dưới hướng siêu âm, và sau đó rồi thì đấy, đây là trên cái dụng cụ này nó có những cái marker như này, và định hình như vậy đẩy cái dụng cụ này đi qua vách lê nhĩ dưới hướng qua siêu âm thực quản và màn hình quang tăng sáng. Và đây là các bạn nhìn, đây là cái đầu dò siêu âm qua thực quản, đây là cái dây dẫn nó luồn từ nhĩ phải vào nhĩ, qua vách nhĩ vào nhĩ trái, và cùng đi ra đâu ạ? Cái dây dẫn nó sẽ đi ra đâu? Đi ra đâu ạ?
Các bạn nhìn cái dây dẫn này, nó đi từ nhĩ phải, nó qua nhĩ phải nhĩ trái và nó đi ra đây để đi ra đâu? Tĩnh mạch gì ạ? Đấy, cái này để chứng tỏ là chúng ta hiểu về mặt vấn đề, về mặt tim mạch can thiệp, thân tim để hiểu đây tĩnh mạch, cái dây đi ra đâu ạ? Nguy hiểm nhất trong tất cả cái quá trình thao tác đó là đẩy dụng cụ nó gây thủng nhĩ trái, đúng không ạ? Vì thế tĩnh mạch, cái dây này bắt buộc phải đưa vào cái tĩnh mạch phổi. Đây là đi là qua ngoài. Các bạn thấy là về kinh nghiệm về giao, các bạn thấy là cái cấu trúc nào mà đi ra ngoài bóng tim, đấy là cấu trúc của phổi. Các bạn hiểu không? Nếu mà ở trong bóng tim thì chắc chắn gọi là nhĩ phải, nhĩ trái, thất phải, thất trái, bao giờ nó ở trong bóng tim. Không bao giờ có cái nhĩ trái ra ngoài này, bóng tim nó chỉ lên ra thôi. Đi ra ngoài này thì một là động mạch phổi, hai là tĩnh mạch phổi, và đi theo đường này và đi ra đến tĩnh mạch phổi từ nhĩ trái đi ra mà. Đúng không? Và đẩy cái dụng cụ đấy đi qua. Và sau đó tiến hành siêu qua thực quản, định hướng xem cái đấy, định hướng là ra vặn cho cái đầu kỵ, cái đầu cái dụng cụ CDS này nó hướng vào xuống vị trí lỗ van hai lá. Đây là cái siêu qua thực quản, nó khẳng định để nhìn rõ một mô là cái dụng cụ nó đi qua vách linh nhĩ đấy, nhìn rõ không có siêu qua thực quản, không thể kẹp mitraclip được. Đây và đưa dụng cụ vào vị trí van hai lá như thế này. Đây là cái xương tim 3D đảm bảo dụng cụ nằm vuông góc ở mép van. Đây các bạn đã xem phim hình rồi, các bạn đã hiểu thế nào là vuông góc rồi đấy, đúng không ạ? Đây này, các bạn không nhìn thấy vuông góc này không? Đấy, đây là người ta gọi là surgical view, tức là mặt cắt của thủ thuật viên. Khi mà phẫu thuật viên mở tim ra họ cũng nhìn này, họ bao giờ mở buồng tim ra thì nhĩ trái ở trên, thất trái ở dưới, đúng không ạ? Đây sẽ có lá trước ở đây, lá sau. Đây là cái dụng cụ nó phải nằm vuông góc này, còn nó lệch này thì nó không kẹp được. Bạn phải nhìn dần cho nó quen đấy. Đây là vuông góc. Lúc nãy bạn có xem phim không? Nó phải đặt đúng cái vuông góc như thế này này. Đây và kẹp van hai lá và sẽ khẳng định ngay. Đúng không ạ? Ta sẽ thấy có dòng phụt ngược từ thất trái phụt ngược về nhĩ trái và đây các vị trí. Đúng không ạ? Thấy. Đấy có siêu nguồn thực quản đó. Cái cấu trúc ở gần nhất đó bao giờ cũng là nhĩ trái thôi. Khẳng định lại như thế. Nên chúng ta, cái lý do tôi cứ học cả siêu âm tim, cả thông tim, rồi cả ở bệnh học nó mới biết được những cái kỹ thuật như thế này. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Đây ạ. Đấy. Đẩy cái dụng cua qua và kẹp nó lại. Các bạn nhìn cái hình phải kia đang kẹp nó lại. Và sau khi kẹp rồi, đấy. Tháo cái dụng cụ này ra, rời ra đấy và rời ra rồi và siêu âm tim lại. Sau khi làm được đấy cũng thấy là để thấy rõ cái vị trí, các bạn thấy rõ cái bóng dụng cụ nó nằm ở đây này, nó kẹp ở đây rồi đấy, đánh giá được và bật cái dòng màu lên xem là cái mức độ hở như thế nào, đúng không? Và trong trường này thì tôi thấy là gì, một cái kẹp clip chưa đủ đấy, đặt thêm một cái clip nữa đấy các bạn nhìn đấy. Nếu về sau các bạn lỡ cho bệnh nhân đi chụp x quang ngực chẳng hạn, thấy cái dụng cụ đấy biết là bệnh nhân đã được kẹp clip rồi. Đấy, tháo ra đấy, cùng có hai cái clip nó cứ nằm trôi nổi như thế này, kẹp chính là thế, không để rơi được, không được rồi, rơi chỉ có khi mà chưa kẹp một mét, chưa dính vào cái mét thứ hai thôi, những cái cơ chế nó kẹp dính này không để rơi được, đã kẹp vào rồi là nó, tại cơ chế nó, cơ chế khâu nó dùng một cái móc khâu nó bấm vào một cái bấm như là các bạn dập ghim ấy, các một cái tờ giấy mà hai cái tờ giấy mà dập ghim này bảo làm sao mà rơi được. Chưa chờ chơi chỉ dập nhầm, chơi dập mà nó chỉ ghim mà một cái và cái kia nó không ghim được thì nó có thể ảnh hưởng thôi. Sau siêu âm qua thực quản, lại đánh giá lại cái mức độ hở van hai lá. Là thế, việc nghĩ xem, vậy thì một cái nguy cơ rất là lớn của khi mà cho kẹp clip này, cho kẹp một clip thì từ một lỗ van thành hai lỗ van, cho kẹp hai clip thì từ một lỗ van thành ba lỗ van, kẹp ba clip thành bốn lỗ van thì nguy cơ gì có thể xảy ra? À, nó là nguy cơ hẹp van hai lá sẽ xảy ra, đúng không? Và vì thế bắt buộc là phải đánh giá lại mức độ hẹp van hai lá trên siêu âm. Và nếu mà các bạn đã thi đỗ lớp siêu âm tim rồi thì các bạn sẽ biết là đánh giá bằng chênh áp qua siêu âm tim, đúng không? Ví dụ như hình này là đo bằng cái chênh áp qua siêu âm tim đấy, thấy gì đấy? Chênh áp trung bình là bao nhiêu? Một mét thủy ngân, mà chênh áp tối đa là 4 mét thủy ngân thôi. Như thế là có hẹp van hai lá không? À, không có, đúng không? Hoặc chỉ hẹp rất là nhẹ thôi. Thì đấy là kết quả mà chúng ta phải học siêu âm này, học rồi xong là học thông tin cơ bản thì mới đến những cái cao cấp này mình mới hiểu được. Như thế này hẹp, thế này là đạt yêu cầu, đúng không ạ?
Còn nếu mà không đạt yêu cầu thì phải làm nào? Phải tháo ra ngay lập tức, đúng không? Chứ ai lại điều trị một ca hở hai lá lại thành một ca hẹp van hai lá thì chết rồi, còn nói là quá gì nữa, đúng không? Cái gì ạ? Không, trước khi tháo là phải làm xương rồi, em hiểu không? Tháo thì lại bung, từ khi mà các bạn chưa rút dụng cụ ra các bạn có thể trở về vị trí ban đầu rất là được. Thì khi bạn đã kẹp vào rồi, nhưng mà các bạn chưa rút nó ra thì các bạn có thể mở nó ra lại rút ra, tại vì rất là nhiều kẹp vào rồi. Hai cái mép van này các bạn kẹp vào rồi nhưng thấy là cái vị trí kẹp nó không chuẩn thì nó vẫn hở van hai lá nhiều, lại phải mở ra lại kẹp vào cái vị trí khác. Em hiểu không? Đấy. Một cái biến cố khác của nong van của kẹp van hai lá bằng mitraclip là gây thông linh nhĩ, tại vì cái dụng cụ rất là to. Bạn thấy có một cái thông linh nhĩ tổn lưu lỗ rất là bé này. Đôi khi làm xương 3D thấy được cái lỗ bé tí này, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đấy là một viện tim mạch Việt Nam đấy, các bệnh nhi khoa cái gì đây này. Ta kẹp mitraclip đầu tiên của chúng tôi thì có một cái thông linh nhĩ nhỏ. Và đây là kết quả xương tim trước và sau thuật, các bạn thấy là trước thủ thuật thì cái lòng dòng hở rất là nhiều, sau thuật thì nó bớt đi một chút, trước thuật khoảng 4/4, sau thuật khoảng tầm 2/4. Tôi sẽ không trình bày quá nhiều về các nghiên cứu lâm sàng bởi vì cái này là về bệnh học rồi. Gần đây có mấy cái nghiên cứu nữa cho thấy là coad đáp cái gì đấy thì nó cũng thấy cái hiệu quả nó khá là tốt, đúng không? Theo dõi bệnh nhân sau thuật thì thông thường có thể rút nội tiểu ngay tại phòng tim mạch can thiệp, đánh giá các biến chứng tràn dịch mà tim, tai biến mạch não, đường vào mạch máu thế nào, xuyên tim qua thành ngực tại bệnh phòng, đánh giá trên thất trái vị trí clip mức độ hở hai lá, hẹp hai lá, áp lực nội phổi, thông linh nhĩ tổn lưu, đánh giá lâm sàng về NIHA, về tần số tim, tiếng thổi, gian phổi, dùng thuốc chống đông, aspirin, clopidogrel sau thủ thuật, aspirin trong 3 tháng, clopidogrel trong vòng 1 tháng. Đây là cái biến chứng của thủ thuật, tử vong khoảng tầm dao động khoảng 2-7%, nhồi máu cơ tim khoảng 2%, đột quỵ cần phẫu thuật mở cấp cứu hoặc là phải truyền máu, đây là các biến cố có thể gặp, các bạn biết. Đánh giá chất xuất viện thì cũng làm siêu âm tim, đánh giá lâm sàng theo BNP, đúng không ạ? Và đánh giá chất xuất viện chỉ cần làm siêu âm tim qua thành ngực thôi. Đấy. Ở Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, đây là hình ảnh mà năm mà tôi ở Singapore thì tiến sĩ Hoài là đã sang đây, là người đầu tiên mà đi học về cái siêu âm qua thực quản đánh giá ở mitraclip. Cái ông ngồi giữa này là cái ông người đầu tiên làm mitraclip ở châu Á, là ông thầy tôi ở Singapore. Cái ông ngồi cùng là bác sĩ, không phải ông là bác sĩ, ông là một kỹ thuật viên, nhưng ông siêu âm tim cực kỳ khủng khiếp. Cứ có tất cả các trường mà làm mitraclip là có ông vào mới định hướng cho cái siêu âm tim. Đấy. Và chắc là 11 ca thì kết quả khá là tốt. Để kết luận về mitraclip thì đây là cần sự phối hợp của bộ tim mạch. Các bạn thấy là không có cái thủ thuật nào mà vừa cần bác cả bác sĩ tiêu can thiệp, bác sĩ siêu âm tim, bác sĩ gây mê hồi sức, phẫu thuật viên, bác sĩ siêu âm tim và có vai trò trung tâm của siêu âm tim. Và tỷ lệ thành công thì khá là cao nếu mà kíp can thiệp có nhiều kinh nghiệm. Các bạn nhìn kíp can thiệp toàn viện trưởng viện phó đi làm hết cả can thiệp kỹ thuật này rất là nhiều. Về phần bài mitraclip có ai hỏi gì không ạ? Ôi giời, khó quá. Tôi nghĩ là cái thông số là cái để tra internet là tôi cũng không biết nó làm bằng gì. Cô bàn côm hay cái gì, chắc là một cái dụng cụ gì tôi không biết, chắc là đọc được thôi mà. Vâng. Như còn bài ở thay văn động mạch chủ đúng không ạ? Các bạn có muốn nghỉ một lúc không hay giảng luôn? Giảng luôn nhé. Vâng, thế thôi thì cái phần này thì đây đề tài nghiên cứu sinh của tôi rồi thì tôi nói với các bạn rất là dễ thôi. Vâng, các bạn trật tự là giảng nhanh đây, cái này khoảng 10-15 phút là xong rồi. Các bạn biết rằng là hẹp động mạch chủ nó sẽ gây ra những cái biến cố như là
thiếu máu cơ tim, suy tim, giảm tới máu não, triệu chứng lâm sàng có thể là đau ngực, khó thở, ngất, đột tử, đúng không ạ? Và trước nay nhìn cái hình này, cái hình bên trên kia các bạn thấy là gì? Nếu bệnh nhân đã hẹp van động mạch chủ, có thể ủ bệnh rất là dài, tức là dù hẹp khít van động mạch chủ nhưng mà thời gian ủ bệnh rất là dài, có thể không xuất hiện triệu chứng lâm sàng, nhưng khi đã có triệu chứng lâm sàng đã khởi phát rồi thì kỳ vọng sống nó giảm rất là nhanh. Chỉ nếu mà đã có kỳ vọng sống là khoảng 5 năm, nếu có ngất là 3 năm, và nếu có suy tim chỉ là được 2 năm thôi. Và từ trước đến nay phẫu thuật thay van động mạch chủ vẫn là biện pháp duy nhất để cải thiện tiên lượng của người bệnh. Tuy nhiên thì người ta nhận thấy rằng có đến 1/3 số bệnh nhân hẹp khít van động mạch chủ không thể phẫu thuật được. Tại sao lại như vậy? Tại vì có những bệnh lý nội khoa nặng nề. Ví dụ như là COPD, các bạn đã biết rồi, rõ ràng lâm sàng thấy bệnh nhân hẹp van động mạch chủ 90 tuổi COPD rồi bệnh mạch vành, mạch ngoại biên thì là không thể mổ được. Đặc biệt nó gọi là có tình trạng gọi là porcelain aorta, tác động mạch chủ hình gốm như này. Không thể, các bạn khi biết là khi mổ phẫu thuật tim họ cần phải kẹp clamp lại cái động mạch chủ, thì những cái trường hợp động mạch chủ hình gốm này không thể kẹp được, và như thế là cũng không thể tiến hành phẫu thuật được. Và vì TAVI là lựa chọn điều trị hàng đầu cho bệnh nhân này, thì ca TAVI đầu tiên được qua đường ống thông này được tiến hành ông Alain Cribier này, đấy hôm trước giáo sư có kể đấy, đấy được tiến hành tháng 4 năm 2012, đúng không ạ? Và tiến hành trên một cái bệnh nhân mà tất cả cái nơi đó gọi là đúng nghĩa là cho về rồi. Nếu dùng từ compassionate tức là bệnh nhân đã dying, đang chết, là bệnh nhân đã trả về rồi, cho là ông thích làm gì làm, không làm thì cái gì cũng chết. Thế để mình đè ra làm cái ca TAVI này. Cái hình mà không mà đây được là chụp cái van TAVI đầu tiên trông nó thô sơ lắm, nó cũng chỉ là một cái quả bóng này, sao nó có một cái van trông như mấy cái lá thép nó bắt bên ngoài, đưa qua đường ở tĩnh mạch đùi đến tất nhiên chọc với linh nhĩ. Và cái ông ca anh kia này ông chuyên về gọi là năm van hai lá mà chọc với linh nhĩ xong rồi luồn từ nhĩ trái đi qua lỗ van hai lá đi xuống đất trái, lộ từ đất trái lên động mạch chủ, sau đó mới bơm quả bóng ra để đặt cái lá van này, cho rất là phức tạp. Thế bệnh nhân này thì vừa có sốc tim AF lại có 8% thôi, lại vừa có bệnh động mạch ngoại biên tắc hết các mạch ngoại biên, bệnh vô cùng nặng, không có ai mổ được cả. Thế họ làm như thế và ông này ông ấy sống được 56 ngày, tôi sống được 2 tháng. Tôi thấy nó rất là tốt. Bệnh nhân này có, tại vì tôi đã đọc họ viết một bài báo trên Circulation mà họ viết tất cả báo cáo ca lâm sàng này, đúng là ông ấy chết 56 ngày sau ông bị nhiễm khuẩn bệnh viện thế nào đấy là cũng không qua được, nhưng mà thấy sống nữa. Người trông ý nhất từ bệnh nhân đang chết mà ngồi dậy chụp ảnh ở thế này là rất tốt rồi. Chân ngáp là cải thiện xuống còn dưới 10 mét tỉ ngân, đúng không? Và đây là cái thành công này, nó tăng tỷ lệ số ca TAVI lên khủng khiếp. Và người ta tính ra điều mỗi năm trên thế giới là số ca TAVI tăng 40%. Các bạn tưởng tăng 40% là rất là nhiều. Ví dụ tháng này thu nhập của bạn là được 10 triệu, tháng sau tăng lên 40%, tăng lên 4 triệu, tăng lên 14 triệu, rất là nhiều. Tăng tỷ lệ một trong cái những cái lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong chuyên ngành tim mạch can thiệp. Tại sao nó lại được dùng như vậy? Tại vì nếu mà trước đây tất cả bệnh nhân lại đè ra là mổ hết thì họ thấy là so sánh TAVI với phẫu thuật, đấy, cái màu đỏ là phẫu thuật tốt hơn, còn màu xanh là TAVI tốt hơn, thì thấy là gì? Tỷ lệ tử vong của TAVI là tốt hơn phẫu thuật, tỷ lệ tai biến mạch não là tốt hơn phẫu thuật, tỷ lệ phải tái can thiệp phẫu thuật phải tốt hơn một tí. Tuy nhiên đây là chỉ là gọi là tơ một chút thôi. Tỷ lệ mà đặt máy tạo nhịp, cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn thì đúng là phẫu thuật thì chỉ tỷ lệ cấy máy là tốt hơn TAVI rất nhiều. Ví dụ phẫu thuật chỉ khoảng tầm 3-4% thôi, có thể TAVI lên đến tầm khoảng 10% tỷ lệ phải cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, đúng không ạ? Tuy nhiên là những tỷ lệ biến cố xuất hiện nặng, dung nhĩ mới xuất hiện hay là nằm viện, TAVI đều tốt hơn phẫu thuật. Đấy là vì đấy. Và tính tổng chung quan trọng nhất là cái tử vong, ông làm sao bệnh nhân có chết hay không, thì mà không phải chỉ là ngay sau thủ thuật đâu, mà còn là sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm thì họ đều thấy là TAVI tốt hơn. Và các khuyến cáo ở đây là tôi để cái 2014 thì thay van động mạch chủ qua da là có thể biện pháp thay thế phẫu thuật khi bệnh nhân không thể phẫu thuật được, đúng không ạ? Ở mức độ 1B, còn nếu mà có thể phẫu thuật nhưng mà nguy cơ cao thì mức độ 2A thôi. Thì đến năm 2017 đã đưa ra là thay đổi là gì? Phẫu thuật thay van động mạch chủ cho những bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao và nguy cơ phẫu thuật trung bình. Và nếu mà đến 2019 vừa rồi đã đưa ra là nguy cơ phẫu thuật thấp thì phẫu thuật là cũng có thể tiến hành TAVI thay cho phẫu thuật được, đúng không? Đây là những cái tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân, đó là nhồi máu tim cấp trong vòng 30 ngày. Tiêu chuẩn chỉ định thì đơn giản rồi, tức là cứ có chỉ định hẹp khít vào động mạch chủ mà có thể thay van mà bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân chấp nhận thủ thuật, đấy là có thể phẫu thuật được rồi, đúng không? Nhưng mà tiêu chuẩn loại trừ nếu mà nhồi máu tim cấp thì không thể làm được. Vòng van động mạch chủ dưới 17 mm hoặc trên 25 mm
thì cũng không làm được. Tại sao vậy? Tại vì kích cơ van động chủ nhân tạo nó chưa sản xuất cái loại nó to bằng như thế, đúng không? Bệnh nhân có tự tim mạch trong vòng 30 ngày, đúng không? Tai biến mình não trong vòng 6 tháng, kỳ vọng sống dưới 12 tháng là không ai đề. Bệnh nhân ung thư mà kỳ vọng sống khoảng tầm được có 6 tháng mà ra tay van động chủ ở đấy là không có làm. Phình nó mày chùa, từ nước nặng là mày chủ chậm. Quan trọng là đánh giá bệnh nhân trước thủ thuật thì có vai trò của hát tim, đó là phải phân tầng cùng nhau hội chẩn lại để phân tầng nguy cơ xem một cái bệnh nhân này là phù hợp hơn với lập phẫu thuật hay là phù hợp hơn với cả tim mạch can thiệp. Thì cho biết rằng là khảo sát bệnh nhân thì các bạn nào mà đã từng phải đánh giá bệnh nhân rồi cho có những cái thang điểm Euroscore là rất là nhiều thang điểm này, và thang điểm STS đúng không ạ? Có một trước đây có bạn điệp, đây là bạn so sánh mấy cái thang điểm này với nhau. Cái thang điểm này cho chỉ biết cái địa chỉ trên website tra ra thôi. Thì tuy nhiên vấn đề của người ta lại thấy thế này, đó là cái thời điểm hiện tại thì thang điểm Euroscore và thang điểm STS nó chỉ đánh giá nguy cơ của bệnh nhân phẫu thuật thôi. Các bạn hiểu không? Tức chỉ đánh giá xem cái bệnh nhân đấy, ví dụ có bệnh nhân hẹp khí quản làm chủ như thế này, ở tuổi 80 như thế này, rồi là bị COPD, bị nhồi máu cơ tim, bị tiểu đường, rồi suy thận, thì cái nguy cơ tử vong trong thật tính ra là nó bao nhiêu năm, ví dụ đây có thể tính ra là 16.95%. Thì người ta thấy là gì? Phân tầng nguy cơ nếu mà từ 10-20% là nguy cơ cao chẳng hạn, đấy từ 5-10 là nguy cơ trung bình, dưới 5 là nguy cơ thấp, đấy cái Euroscore với STS là 4-8, ở dưới 4, từ 4-8 là trên 8. Thế nhưng người ta không trả lời được là một cái ông như thế, nguy cơ phẫu thuật là 16% là nguy cơ rất cao rồi, cho phải cho đi làm TAVI thì rất là tốt. Nhưng cái nguy cơ tử vong khi TAVI đấy là như thế nào người ta không có. Đấy, thì người ta thấy là gì? Những thang điểm kinh điển này nó chỉ áp dụng cho những phẫu thuật tim thôi. Và biết đã thiết kế cái thang điểm gọi là TAVI in hospital mortality risk, đánh giá cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân TAVI, TAVI score. Đấy, thì đánh giá xem là một cái bệnh nhân như thế này là có các thông số như là tuổi này, giờ là cũng nhiều máu tim này, thì tỷ lệ tử vong nó như thế nào đánh giá được. Thì cái này các bạn biết là có trên đấy, và các bạn có thể Google và cho tra trực tiếp thôi. Cái này họ có những cái phần mềm ép ở trên máy iPhone, giờ là tra trong vòng một phút là xong, đúng không ạ? Quá trình làm TAVI thì vai trò phải là làm siêu tim sẽ đánh giá diện tích lộ van, tranh ngóc qua van, ở áp lực phổi, tổn thương van tim phối hợp, đường kính vòng van, đường kính ốc động mạch chủ, dưới là vận động vùng trên siêu âm. Đấy, đây là những cái thông số trên siêu âm. Tuy nhiên cái quan trọng nhất đó là phải chụp MSCT van động mạch chủ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà phẫu thuật viên khi người ta mổ ra, người ta đã đo, người ta dùng cái thước gọi là sizing. Các bạn nào đi phẫu thuật C8 này, nó sẽ đo cái kích thước van động mạch chủ, tự nhiên nó quyết định chọn cái van động mạch chủ sinh học như thế nào. Thì với cái TAVI làm sao mà tự nhiên nó đi đo được, làm sao mà đo đưa cái thước vào mà đo được. Thế thì họ phải gì? Chụp MSCT và dựng hình 3D lên để đo. Đo sẽ đến đường kính gốc động mạch chủ, đường kính vòng van động mạch chủ, mức độ vôi hóa, hẹp tắc động mạch vành hay không, các cái góc tạo bổ đến những cái thông số họ đưa ra đo như thế này. Đấy. Và vì vậy, nếu bạn nào có bệnh nhân định làm TAVI thì cái việc quan trọng nhất phải cho bệnh nhân đi chụp MSCT van động mạch chủ, chứ không chụp động mạch chủ không. Van động mạch chủ để dựng hình lên, và chúng tôi sẽ phân tích là xem liệu cái về mặt cấu trúc nó có thể gọi là thay van động mạch chủ hay không. Ví dụ cái hình này, một trong những cái hạn chế lớn nhất của siêu âm tim là những trường van động mạch chủ vô hóa rất là nhiều, không thể đánh giá được là bệnh nhân này van động chủ 2 là van hay 3 là van. Thì trên CT rõ một một, cái hình trên là nhìn rõ 3 xoang van ra va, hình dưới chỉ có 2 xoang này vô hóa và dính cái mé trước mé sau như thế này. Đấy, và phân loại cái mức độ hẹp van động mạch chủ ra và lựa chọn kích cỡ van thay MSCT, đúng không ạ? Tại vì các bạn thấy là nó lại thế này, khi mà nhìn trên MSCT mới thấy là gì, van động mạch chủ nó không phải là một cái hình tròn, không có van nào tròn thẳng chặn như là cái mềm này này, bao giờ nó cũng có dạng elip, đúng không ạ? Với một cái đường kính lớn nhất và đường kính nhỏ nhất. Và nếu mà các bạn đặt một cái van quá nhỏ, rồi hình elip đặt nhỏ vào thì hai bên nó sẽ bị hở ra và sẽ bị gọi tình trạng đây ở trong van, người ta còn hở cạnh trên van. Các bạn hiểu nào là hở cạnh trên van chưa? Vì hình elip này mà chúng đặt cái van hình tròn vào thì hai bên nó không được phủ, nó sẽ bị hở ra. Van quá lớn thì tránh hở cạnh trên van, những nguy cơ vỡ vòng van, tăng nguy cơ chèn và đời ra thất trái gây block nhị thất. Van nở không hết gây hở trong van đấy, những cái gọi là như thế, bắt buộc phải chụp MSCT, đúng không? Và trên hình chụp MSCT này nó đưa ra một cái bảng khuyến cáo như thế này. Đấy, đây là các thông số đo đường kính vòng van này, chu vi vòng van, đường kính xoang van ra va. Tất nhiên đường kính từ 16 đến 20 thì chọn kích cỡ van 23, chu vi từ 62.8 đến 72.3 chọn kích van 26, nên là nó có những cái thông số như vậy phải đo đạc và quyết định là chọn kích cỡ van nào, đúng không ạ? Ngoài ra thì việc
chụp MRI giúp đánh giá cái hệ động mạch chủ ngực bụng, chậu đùi, xem cái đường xoắn bạn nhà vôi hóa như nào, và đặc biệt là kích cỡ. Tại sao lại kích cỡ? Tại vì cái dụng cụ TAVI nó khoảng tầm 18 French, mà chúng ta đã biết rồi là 3 French là bằng 1mm, thì 18 French là khoảng 6mm. Với trường mà cái đường kính động mạch chậu đùi nó bé hơn 6mm thì không thể đẩy dụng cụ qua được, thì là chống trị của TAVI rồi, đúng không ạ? Đấy. Đây là các thiết bị sử dụng cho TAVI. Đây là cái ca TAVI đầu tiên này, trông rất là nông dân. Nếu mà có một cái băng bằng như cái lá thép nó đọc ra ngoài có bóng. Đấy, đường đi là từ đường tĩnh mạch, đấy các bạn nhìn, từ đường tĩnh mạch đùi đi vòng qua vách lý nhĩ, xuống nhĩ trái, xuống thất trái, vòng lên qua vai lá, từ thất trái lên nhĩ trái. Đây, và đây là cái chỗ này đấy, à, vòng lên từ nhĩ thất trái lên động mạch chủ, và đây vị trí van chủ nong van này ra. Đấy, đây cái vị trí cái van. Đây là ca TAVI đầu tiên là như vậy. Đấy. Và bây giờ nó có rất là nhiều thiết bị mới, và nó chia ra là hai cơ chế chính. Đó là cơ chế thứ nhất, đó là van nở bằng bóng. Hiện tại là Việt Nam chưa dùng, chưa có, thì tôi sẽ tí nữa sẽ trình bày bạn thế nào van nở bằng bóng. Năm sau thì sẽ có, là van Edwards. Edwards là rất là van, nó rất là tốt, tại vì hãng Edwards thì xuất thân của nó là cái hãng mà sản xuất cho van động mạch chủ của phẫu thuật, nên họ dùng cơ chế rất là tốt. Nhưng cái van Edwards là kinh điển, là trên C8 mổ là dùng van Edwards. Thứ hai là van co van của Medtronic, là cơ chế giống như là đặt stent graft kéo về nó thả ra. Đấy, ngoài ra nó có rất là nhiều thiết bị mới như thế này, tôi cũng không có trình bày nhiều. Và các bạn biết là trên hiện tại có rất nhiều kỹ thuật, nhiều loại van này. Đây là các bước tiến hành thuật. Bước đầu tiên là chọc động mạch đùi. Đấy, chọc động mạch đùi, chụp cái động mạch đùi và chọc cái động mạch đùi mở được vào mạch máu. Và sau đó đưa cái dụng cụ đi lên cái gốc động mạch chủ và chụp động mạch chủ. Khi chụp này giúp chúng ta đánh giá một cái điểm quan trọng, là cho nhìn cái vị trí cái lỗ van động mạch chủ ở đâu. Tại vì khi mà hẹp chủ, đôi khi các bạn biết là hẹp van động mạch chủ, thế nào gọi là hẹp khít? Bạn nào thi vừa thi sư âm lại, là bạn nào thế nào là hẹp khít van động mạch chủ? Cái gì em? Cái gì ạ? Vận tốc dòng dao trên 4 mét/giây. Cái gì nữa? Chạy trung bình trên 40. Còn gì nữa? À, diện tích lỗ van dưới 1 cm², đúng không? Hoặc là dưới 0.8 cm². Thì như là đôi khi lái dụng cụ rất khó khăn để chụp cái dụng chụp bùng chụp gốc động mạch chủ để đánh giá cái vị trí lỗ van động mạch chủ. Và sau đó là cái ống thông xuống bùn thất trái, các bạn thấy là cái này, cái van động mạch chủ nhìn như thế này thấy rất là vôi rồi, nhìn nó càng quá vôi, và đấy đưa cái dụng cụ đi qua ống thông xuống bùn thất trái. Đấy, thấy không? Và qua cái ống thông đấy rồi thì đẩy cái dụng cụ xuống bùn thất trái. Đấy, cái đẩy qua dụng cụ xuống bùn thất trái và làm một cái việc mà các bạn đã rất là quen thuộc trong bài giảng tôi rồi, đó là đo chênh áp qua van động mạch chủ, đúng không ạ? Đến kinh điển đây, kinh nghiệm của tôi là tôi chụp đúng thì chúng tôi đã làm. Bạn thấy là gì? Ở đây là thế nào? Đường màu đỏ là cái gì? Áp lực gì? Đường màu vàng là gì? Đúng không? Và đây là có chênh áp qua van động mạch chủ. Cái này là tôi đã giảng rồi cô Lý đã cho các bạn thực hành rồi, các bạn phải biết rất rõ rồi, đó đánh giá chênh áp trung bình qua van động mạch chủ và tiến hành nong van động mạch chủ bằng bóng. Đấy. Quá trình này rất quan trọng. Ở một điểm là khi cái anh nong van động chủ mà bóng thì bóng sẽ di động và bắt buộc, lý do bắt buộc các bạn phải nhìn thấy đây có cái gì, có cái điện cực tạo nhiệt tạm thời, đúng không ạ? Điện cực tạo nhiệt tạm thời này để làm gì? Để chúng ta tạo ra một cái quả tim nó không đập thì cho mới nong bóng nó phức tạp. Làm thế nào tạo ra một quả tim nó không đập? À, cho tạo nhịp thấp khoảng tầm 200 lần một phút thì tim nó không đập chứ gì nữa. Tạo nhịp thấp 200 lần một phút trong khoảng 30 giây thì phải dung thấp xong chết toi luôn. Không đập làm gì có máu lên não, đúng không? Thì như là chương chỉ nong cho khoảng tầm 10 giây thôi. Đấy, tim đập rất là nhanh, gần như không đập gì cả. Tạo nhịp rất nhanh khoảng tầm 160-180 lần một phút. Nhìn rõ là không có đường áp lực gì cả. Tại vì tim đập nhanh quá làm gì mà có hiệu quả tống máu, thì đường áp lực nó giảm xuống và nong van động chủ ra. Đúng không ạ? Sau khi nong van động chủ rồi tôi đẩy cái dụng cụ đấy qua cái đế ly đấy, đẩy vào đây và đẩy cái dụng cụ. Đấy, đẩy lên. Đấy. Đi qua cái gọi là qua động chủ, đi xuống vị trí của cái động chủ, cái kích cỡ nó như vậy thôi. Đấy. Và sau dưới màn quang sáng thể cho chụp bơm cái thuốc hồng quang này và xác định cái vị trí đặt dụng cụ thế nào. Đặt quá thấp thì nó có thể nguy cơ chèn vào đường dẫn truyền nhĩ thất và gây block nhĩ thất. Đặt quá cao để gây trôi van lên trên. Đấy, và
thả ra từng bước, nó cứ kéo cái dụng cụ về. Ngày mai thầy Tuấn sẽ giảng cho các bạn bài gọi là đặt stand guard, thì cái kích cỡ nó như vậy, dụng cụ như vậy. Đấy, kéo dụng cụ về. Tất cả những cái vị trí chụp này tôi khẳng định rằng nó không bị hở chủ, nó không bị cao quá, không bị thấp quá. Tại vì chỉ khi mà chụp thì mới xác định được cái vị trí vòng van nó nằm ở đâu thôi. Nó sẽ nằm ở vị trí, ở đúng cái vị trí phía dưới của cái gốc động mạch chủ, thì van động mạch chủ thôi. Đúng không ạ? Đấy, và kết quả cuối cùng. Thế là chụp lại, hình chụp lại này khẳng định một điều quan trọng là gì, bệnh nhân có hở van động mạch chủ hay không. Đấy, và thầy không có phụt dòng máu phụt từ động mạch chủ về thất trái. Đấy. Và đo tranh áp đây là có còn tranh áp không? Không còn tranh áp gì cả, nó nhìn rất là rõ này. Đấy. Hiện tại thì TAVI đã có những cái bước phát triển rất là lớn, thì có một cái cách tiếp cận tối thiểu từ hồi trước thì chúng ta phải gây mê nội khí quản. Bây giờ chúng ta chỉ cần là có thể gây tê tại chỗ cho được và không cần đặt đầu dò xuyên qua thực quản. Khi trước phải phẫu thuật bộc lộ mạch máu thì bây giờ có thể chỉ can thiệp bằng kỹ thuật Schrödinger thôi. Nong bóng trước, khi trước thường phải nong bóng trước, còn bây giờ đôi khi không cần nong bóng. Và tạo nhịp tạm thời một số trường hợp là có thể tạo nhịp qua dây dẫn, qua ngoài được. Và nếu như trước đây hoặc là như Việt Nam bây giờ thì một cái phòng TAVI đông nhịp người, rất nhiều người, thì bây giờ nó chỉ nước ngoài làm, ví dụ như mà sang Đức làm thì nó làm trong vòng một tiếng, nó còn nhanh hơn cả can thiệp động mạch vành, khoảng tầm 2-3 người đã làm xong rồi. Đấy. Các cái biến chứng của TAVI gồm có tai biến mạch não, hở van động mạch chủ, rất là dẫn truyền, biến chứng mạch máu, bít tắc động mạch vành, biến chứng nặng như thủng muống tim, vỡ vòng van động mạch chủ. Đây là các biến cố, và nhớ thấy rằng là cái sự ra đời của những dụng cụ thế hệ mới sẽ giảm các tỷ lệ biến cố. Các bạn nhìn là cái van thế hệ đầu nó là màu xám, van thế hệ mới nó là màu đỏ, thì các biến cố như tử vong do mọi nguyên nhân đã thấp đi, tử vong tim mạch giảm đi, tỷ lệ tai biến mạch não giảm đi, tỷ lệ tai biến mạch não gây tàn phế, tỷ lệ xuất huyết nặng, biến cố mạch máu, hở chủ vừa nhiều đều giảm đi. Duy nhất có một tỷ lệ lại không thay đổi, thậm chí còn tăng lên, đó là tỷ lệ phải cấy mấy tạo nhịp. Thì thật ra các thiết bị mới nó cũng chưa có cải thiện được nhiều cái này đó. Và như vậy thì về TAVI thì phần này tôi tóm tắt lại về mặt kỹ thuật, thì mà can thiệp có nghĩa là gì? Đã chứng minh là cải thiện được triệu chứng và tiên lượng người bệnh, chỉ định là nguy cơ là trung bình và thấp, van chủ hai la van, hở chủ kèm hẹp chủ, thoracic sinh học, các biến chứng có thể gặp tai biến não hở chủ dọa dẫn truyền, chảy máu tắc động mạch vành, đúng không? Và về TAVI thì vai trò rất quan trọng của đội tim mạch, phân tầng nguy cơ và quy trình thì ngày càng đơn giản. Như vậy bài TAVI đã trình bày xong cho các bạn rồi. Có hỏi gì không ạ?